Cái cửa sổ vậy á. Trời ơi, bây giờ tới gần mới biết nè, cái cửa nó to dễ sợ to luôn. Mà mình đứng ở trên này mình nhìn xuống dưới đó, trời ơi thiệt, chân gặn rụng rồi hết trơn, quýu hết trơn, trời à. Y là y ngắn, cái chỗ nó ghi là y dài, nhưng mà cái đọc đúng của nó là y Ali. Nhìn từ xa mọi người nhìn thấy cái cửa, trời ơi cái cửa nó nhỏ giống như cái cửa sổ vậy á. Trời ơi bây giờ tới gần mới biết nè, cái cửa nó to dễ sợ to luôn. Mà mình đứng ở trên này mình nhìn xuống dưới đó, trời ơi thiệt, chân gặn rụng rồi hết trơn, quýu hết trơn, trời à. Không biết sao mà tôi có bị một cái bệnh là giống như sợ độ cao. Mà người ta sợ á thì người ta nhìn thấy độ cao người ta né ra, còn tôi sợ là tôi nhìn tôi muốn nhảy xuống. Trời ơi tính gì mà kỳ cục dữ vậy trời. Hey, thôi nói chung là bây giờ không dám nhìn xuống. Ai mà thích mạo hiểm thì tới đây có thể tới gần, thậm chí là đi men lên cái đường này nhìn xuống thấy cái cửa nó rất là bự, cái cửa này dùng để xả nước á. Còn tôi bây giờ tôi mới dám, cho nên bây giờ tôi sẽ dắt mọi người đi ra cái phía xa hơn xíu, nhìn qua bên này toàn cảnh nó rõ hơn nha. Đi. Trời ơi, cái tên Y Ali này á là hồi nhỏ không biết á, tại vì nó ghi bằng chữ Y dài thì ráp vô đọc là Zali không à. Bây giờ lớn lên á thì mới thấy là có chỗ nó ghi là Y ngắn, cái chỗ nó ghi là Y dài, nhưng mà cái đọc đúng của nó là Y Ali. Đó. Và đằng sau có Phạm Huy. Đó, cái hướng tây mà Phạm Huy đang chỉ á là cái đập tràn. Cái đập tràn này đó hiện tại đang chắn nước lại. Và phía bên kia là một cái con đường đê, có một cái vạch màu trắng bắt ngang là biết sao không, là tại vì mùa nước lũ tới á là nước nó sẽ dâng lên tới cái vạch đó và nó làm cho cái mức đá nó bị trắng. Và cái đường đó là cái đường mà dẫn mình đi vào trong cái nhà máy thủy điện. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô nhà máy thủy điện khám phá thử, tại nghe đồn ở trong đó đẹp lắm. Đi, follow me. Thì phía sau lưng của Phạm Huy là mặt sau của cái đập đó, các bạn có thấy không? Mỗi khi nước ở đây nó mà vượt quá cái mức nguy hiểm, cái mức báo động á, thì người ta sẽ mở những cái ô cửa này lên để mà nước có thể chảy xuống dưới này. Bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy cùng với lại Phạm Huy, chúng ta sẽ đi vô trong cái nhà máy. Và trước khi vô trong cái nhà máy thì chúng ta phải đi thông qua một cái đường hầm dài 330m đó. Chúng ta vô đó khám phá tìm hiểu xem thử cái nhà máy này nó hoạt động như thế nào nha. We'll be right back.
Phạm Hy đang đứng ở cái lối đi dẫn xuống tổ máy phát điện. Khi mà chúng ta muốn đi vô đây thì chúng ta phải đi qua một cái cổng an ninh. Nói chung là cũng hơi khó khăn chút xíu. Nếu như chúng ta mà muốn vô đây á, chúng ta phải bỏ lại tất cả túi sách này, hay ba lô hay những vật dụng gì đó thì để ngoài kia hết. Và đặc biệt nếu như các bạn vô đây để đi quay hay gì đó mà có cần cầm máy quay theo á, thì chúng ta phải có sự đồng ý của bảo vệ thì mới được đem xuống. Và đặc biệt khi mà vô trong này, từ nhân viên cho tới người ngoài, nếu muốn vô đây phải đem theo giấy chứng minh nhân dân mới vô được. Đó, cho nên là bây giờ nè, bây giờ mời mọi người cũng như là Phạm Huy, chúng ta sẽ cùng đi thẳng xuống cái lối nhà máy coi thử ở dưới đó có cái gì để chúng ta gọi là khám phá trải nghiệm gì không nha. Đi. Đây là cái hầm BV5, di tích đường hầm giai đoạn thi công. Đó, tổng chiều dài đường hầm thi công nhà máy thủy điện Y Ali là 20 km. Đó, bây giờ chúng ta vô trong cái đường hầm đó, chúng ta khám phá thử nha. Đi. Ở đây nó có một cái đèn. Nãy giờ tưởng là có nắng mặt trời lọt vô, ai gì là có một cái đèn. Khi mà chúng ta tới đây thì đầu tiên chúng ta sẽ cái ngửi được một cái mùi, ở đây là mùi giống như là mùi đất đá, mùi thiên nhiên tự nhiên thôi. Rồi đây là cái đường hầm, hầm kỹ thuật. Thông qua bên kia là không biết đi đâu, tại vì tối quá không dám xuống. Nhưng mà khi mà người ta đào hầm á, thì các bạn thấy không? Đây, trời ơi trời, vô đây nói chuyện á, cái giọng nó vang vậy. Đây là nhờ khi mà người ta đào cái hầm này ra thì nó sẽ lộ ra cái vách là như này nè. Đó, cái vách này là vách nguyên thủy, đào ra là thấy liền, không có làm gì hết. Nhưng mà đây, bên đây, giống như ở bên này. Đây, bên này là cái vòm nó làm bằng bê tông cốt thép để nó chắn cái, nó sẽ chịu đựng được cái lực của núi, của đá nè. Đó, nếu như người ta mà làm hết nguyên cái đoạn đường này á, là người ta làm kiểu này nè mọi người. Đó là cái vòm vượt qua. Và cái độ dày của, ui, đây có gì nè. Ui, có nước chảy luôn nè, đó. Nhiều xuống ướt cái tay luôn nè. Cái này á, là giống như là người ta gọi là nước bình nước á, nước ở trên khi mà nó thấm qua vách đá này thì nó sẽ tạo thành một cái lớp vôi. Cái lớp vôi này á, là giống như là thạch nhũ vậy đó. Mà tại vì đây nè, cái khu này là nước chảy nhiều, còn mấy khu kia là nước chảy ít. Và giống như những cái hang động mà chúng ta biết tới, những hang động mà lớn thật lớn mà có thạch nhũ nhiều thì là nhiều á, là những cái hang động đó là những hang động lâu năm. Còn cái hang động này là giống như là mới đào thôi, cho nên là có chỗ có chỗ không, có được chút xíu à. Nhìn cũng thú vị ha. Ở màu trắng trắng này đó là vôi đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi ra và đi xuống lại cái nhà máy nha. Đi thôi, đi. Hồi nãy là Hy vừa mới bước xuống thì nhìn thấy ở trong cái phòng máy chỉ có 2 người thôi. Đúng rồi, chỉ có 2 người đang vận hành điều khiển cái nhà máy này. Chứng tỏ là cái nhà máy này là một cái nhà máy rất là hiện đại, cho nên là cái hệ thống tự động hóa rất là cao. Đó, và bây giờ là đây là những cái tổ máy đang hoạt động và nó có rào những cái dây. Có nghĩa là chúng ta khi mà xuống đây tham quan, chúng ta không có được dỡ cái dây nó chui vô nhà trời. Cũng giống như là cái cầu thang này nè. Đó, là người ta chắn vậy, có nghĩa là người ta đừng có đi xuống. Không có ai tò mò đi xuống tuốt gió đâu nha chưa. Muốn có gì dưới đó thì đi qua đây nè, đứng từ trên cao nhìn xuống thôi. Đi. Trời ơi, cái ống mà màu xanh là cái ống để dẫn nước, dẫn nước từ cái đập mà hồi nãy mình nhìn thấy vô trong này, xong rồi vận hành qua cái tua bin để phát điện. Đây được có thể nói đây là một cái nhà máy thủy điện lớn nhất Tây Nguyên và cung cấp điện cho cả cái Tây Nguyên và cả cái miền Nam luôn. Hồi nãy mới gặp cái anh làm đây, anh nói như vậy, không biết cái thông tin nó đúng hay sai nữa. Nếu như đúng thì nghe sai bỏ qua nha, tại cũng không có rành lắm. Thôi nói chung cái đó là tiếng Nga, tôi không có biết đọc. Nhưng mà tiếng Nga làm sao chứng tỏ là cái nhà máy thủy điện này nè, và những cái tổ máy này là do người Nga người ta chế tạo ra. Và ở đây theo như mắt thường của Huy nhìn thấy nha, là có 1, 2, 3, 4, có tổng cộng là 4 cái tổ máy đang hoạt động. Trời, mới có 4 cái thôi mà cái đây là một trong những nhà máy thủy điện lớn nhất Tây Nguyên rồi. Mà nghe đâu là sắp tới sẽ bổ sung thêm 2 cái nữa. Thiệt, nãy nghe cái anh kia nói vậy, còn cái thông tin này không biết có lộ ra ngoài chưa thì không biết. Nhưng mà kia, thấy chưa, có những cái cần gẩu màu vàng sọc đen có chữ số là 250 và số 80. Số đó biết lại gì không?
Nãy mới hỏi luôn rồi. Chứ thiệt ra tôi cũng đâu rành về nhà máy đâu, cái gì không biết là hỏi hết trơn á. 250 đó là 250 tấn và 80 đó là 80 tấn là dành cho lúc mà ví dụ như những cái cỗ máy này nè cần sửa chữa hay là cần bảo trì cái gì đó thì người ta sẽ vận hành cái cầu thang này nè, người ta di chuyển ra xong rồi thả cái cần cầu nó xuống móc lên sửa chữa xong rồi trở lại vị trí ban đầu. Đó thì nói chung là nãy giờ là Family cũng đi hỏi không biết nha, cũng đi hỏi xong rồi cũng giới thiệu lại khái quát là về cái nhà máy thủy điện này cho các bạn nghe rồi. Nếu như ai có dịp mà lên trên Gia Lai á, nếu như thích ăn uống đi ăn uống, thích ngắm cảnh đi ngắm cảnh, thích tắm sông tắm suối tắm đèo gì đó thì thích thì cứ đi. Và đặc biệt nếu như ai mà thích cơ khí hay thích tìm hiểu về cái nhà máy thủy điện này thì cũng có thể tới đây cũng biết thêm một thông tin thú vị đó. Nói vậy thôi chứ bây giờ cũng ồn quá, nãy giờ ráng đóng lên để mà nói đau cổ họng quá, cho nên là tạm thời là bye bye các bạn ở đây nghe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm like và share nếu bạn thấy hay và để lại ý kiến của mình dưới phần comment của video nhé. M Channel sẽ tham khảo ý kiến của bạn.